Ngày 27 tháng 2, Thánh Gabriel, Đức Mẹ Sầu Bi. Francesco Bosenti sinh ngày 1 tháng 3 năm 1838 tại Assisi, Ý Đại Lợi. Trong một gia đình có đến 12 người con, Francesco mồ côi mẹ khi mới 4 tuổi. Anh được các cha dòng tên dạy dỗ, và sau hai lần thoát khỏi bệnh nặng, anh tin rằng Thiên Chúa kêu gọi anh vào đời sống tu trì. Tuy nhiên, ước ao gia nhập dòng tên của anh bị từ chối, có lẽ vì tuổi còn nhỏ, lúc ấy anh chưa đến 17 tuổi. Sau cái chết của người chị vì bệnh dịch tả, quyết tâm đi tu của anh lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và anh được các cha dòng thương khó chấp nhận. Khi bắt đầu đời sống đệ tử, Francisco lấy tên là Gabriel của Đức Mẹ Sầu Bi. Là một con người luôn luôn bình dị và vui tươi, không bao lâu Gabriel đã tập được cho mình một đức tính trung thành trong mọi việc dù nhỏ bé đến đâu. Anh khiến mọi người kinh ngạc về tinh thần cầu nguyện của anh, cũng như việc yêu thương người nghèo, quan tâm đến người khác, tuân giữ quy luật cách nghiêm ngặt và hãm mình phạt xét, luôn luôn tùy theo tôn ý của bề trên. Cha bề trên rất kỳ vọng nơi Gabriel khi anh đang chuẩn bị cho đời sống linh mục. Nhưng chỉ sau 4 năm tu tập, các triệu chứng của bệnh lao bắt đầu xuất hiện. Luôn luôn vâng lời, anh kiên nhẫn chịu đựng sự đau đớn và những hạn chế mà cơn bệnh đòi hỏi. Anh không tìm sự chú ý đặc biệt. Anh đã từ trần cách êm ái vào ngày 27 tháng 2 năm 1862 tại Abruzzi, Ý Đại Lợi khi mới 24 tuổi, sau khi sống gương mẫu cho mọi người. Nhiều phép lạ đã xảy ra sau khi anh qua đời. Chính thánh nữ Gemma Ganani khi còn xin tiền đã được ơn chữa lành bệnh khi cầu nguyện cùng thánh nhân. Thầy Gabriel của Đức Mẹ Sầu Bi được Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 tôn phong chân phước năm 1908 và Đức Giáo Hoàng Benedicto 15 đã nâng chân phước Gabriel của Đức Mẹ Sầu Bi lên hàng hiện thánh ngày 13 tháng 5 năm 1920 và đặt thầy làm quan thầy của các tập sinh và chủng sinh cũng như mẫu gương của giới trẻ. Lễ phong thánh của thầy Gabriel có sự hiện diện của 45 hồng y, 280 giám mục và 61.000 tín hữu. Một người em của thầy là ông Micae cùng với bà Maria Benesiti, người tình cũ, và người y tá coi sóc thầy trong cơn bệnh sau cùng cũng có mặt trong ngày lễ phong thánh của thầy.